bạn. Chào tất cả các bạn nha. Cũng khá lâu rồi mình không có làm clip cắm câu cá lóc nha các bạn. Hôm nay mình đi cắm câu cá lóc nha các bạn. Chiều mình cắm mình không có quay được nha các bạn. Bây giờ này cũng tối rồi, mình bắt đầu đi thăm câu nha các bạn ơi. Lúa nhìn nó gần chín nè các bạn. Lúa này giờ có bông rồi. Đây hiện tượng con đầu tiên các bạn. Biết còn nữa các bạn ơi, thấy nó liệt câu nữa các bạn. Nó cho nghe mình khui hàng nha các bạn. Còn kéo nhẹ thôi. Sấy con. Sấy các bạn ơi, cần đầu tiên sấy rồi. Tới công chuyện các bạn ơi, thấy được em các bạn. Đó, đó. 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 Đã các bạn. Chuyển đổi cái đèn đó. Khui luôn, khui kéo luôn luôn. Đây em đầu tiên các bạn. Gỡ luôn đi. Gỡ bớt không. Mấy hôm nay làm clip cũng khó khăn quá các bạn ơi. Hôm nay em cho anh em mình chỗ tài nha. Đúng. Bay xong luôn giờ. Bói bụng luôn đi. Gỡ gì? Con lôi gôi nha các bạn ơi. Bỏ thùng đi. Lấy cái bồng ra. Nhớ không? Khỏi. Lấy cái bồng ra móc nhé. Cầm em quay móc. Tại dính xịn không? Nãy giờ mình thăm đằng kia không dính các bạn. Mới thấy phải thấy dính nhà em nữa các bạn. Gõ không các bạn? Cá lơ gôi, nước này nó giật quá. Bỏ thùng. Hôm nay cho anh em mình chỗ tài nha các bạn. Mình cắm lại cái rồi khi nào có mình quay tiếp cho các bạn xem các bạn. Vẫn liệt câu nữa các bạn ơi. Biết còn không nữa. Đây thêm em nữa các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi. Lúc này bắt nhái cũng khó khăn quá các bạn ơi. Cắm được 4 cây câu. Lấy cái bồng đó. Ba em nha các bạn. Con chết này bự. Để móc nhái tiếp các bạn. Tiếp tục luôn các bạn ơi. Mình thấy hiện tượng có cây câu nè các bạn. Này lương hay con gì ăn các bạn ơi. Ồ, dính cái nước các bạn. Lưới câu gì sao lấy được. Chết luôn vậy. Ngập nước.
chết đi. Chín thì còn ăn nước nè các bạn. Sống. Sống. Mới dính này chết đi. Được em các bạn. Để mình tắt máy mình gỡ nha các bạn. Thì dính em ếch măng cá mini nha các bạn. Cá mini bé. Thì thành quả hôm nay tối nay thì được có 4 con nha các bạn. 4 cá lóc với 1 con rắn. Nhấn nước nha các bạn. Để sáng mình có đi thăm á, mình nếu như có cá mình sẽ quay tiếp tục cho bạn xem nha các bạn. Rồi chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình đi cuốn câu nha các bạn. Các bạn nhìn trời đẹp không các bạn? Trời đầu tiên Trung Quốc các bạn. Tắt máy khi nào mình thăm tiếp tục, khi nào dính thì mình quay tiếp với các bạn xem các bạn. Mình thấy được thực tiện hiện tượng cho sáng nay luôn các bạn ơi. Nãy giờ lội không dính con nào hết trơn. Mình thấy dính con đầu tiên nè. Mình bỏ vô thùng nha các bạn. Đây thì hiện tượng nha các bạn. Biết còn không đây? Mọi những cái câu các bạn. Đây còn thứ hai giờ sáng nay các bạn. Quán cỏ ghê hồn. Còn thứ hai giờ sáng nay. Mình gỡ mình bỏ vô thùng các bạn. Sáng thì mấy con cá sống này hôm qua thì mình không có đổ vô các bạn, mình lấy cái thùng này đi luôn. Sáng nay đừng con, nay đừng con nữa, hai con. Giờ lúa hai bên chỗ anh nghe các bạn. Bên này chắc là gần chín. Nhìn mặt trời này đẹp không các bạn? Đây con thứ ba luôn nha các bạn. Cá này bự nè các bạn. Chết ngắt rồi. Cá này bự hơn cá này. Cho bá lửa luôn các bạn. Chết sáng giờ luôn. Con này chắc bằng tầm có 200-300 gram các bạn. Mình tắt máy mình gỡ các bạn. Tại hôm nay sáng mình đi thăm có một mình các bạn. Hồi tối thì có thằng em mình.
Tới nay thì có mình đi thăm đây. Có con này vô nhìn thấy nó bự hẳn luôn các bạn. Sáng nay cũng được 3 con. Nó đi thăm tiếp rồi có. Có mình quay tiếp cho các bạn xem nhé. Đây với 1 con nữa mà nó chết rồi các bạn. Tối rồi nhờ mình đi về đêm mình cũng đi về dạng như tối kiểu như mình cũng như móc nhái lại rồi mình hạ xuống đó các bạn. Sáng nó mới đi chín thôi chứ còn mà hồi tối mà không đi thăm luôn đó là lấy sáng chứ không có quay clip được các bạn xem. Tại vì sáng nó nước lúc này nó giật. Các bạn hồi sáng chiều mình cắm tới khỏi cái nước mực nước là tới khỏi chỗ mấy gốc cây đó các bạn. Mà tới giờ mà nó giật cỡ chừng 4-5 tấc. Con tiếp theo luôn các bạn. Mấy hôm nay làm clip nó khó khăn quá các bạn ơi. Đây. Vô hàng. Hai con chết. Các bạn mình thấy cần này có hiện tượng đó các bạn. Mình ngủ luôn có dính lên. Sảy. Chung bây giờ là cần nào dính thì mình mới quay cho các bạn xem các bạn. Thì em đó nha các bạn. Thấy không các bạn? Lớn. Con cũng chậm các bạn. Sáng thăm có lý các bạn. Các bạn ơi. Cắm câu cá lóc mà dính này các bạn. Dính gì các bạn. Dính gắn ngày sáng dính được chim các bạn. Mỏ chà bá. Sau đó mình gỡ nó mình thả đi các bạn. Tiếp tục luôn các bạn. Cá chết các bạn. Quả của ngày hôm nay các bạn. Có được con cá cũng trọng các bạn. Nhìn nó quay các bạn ơi. Chết ngắt. Sáng hôm được 2 con cá bự mà nó chết hết rồi các bạn. Clip mình cũng tới đây cũng đã khá dài các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Tầm này chắc cũng cỡ ký ngoài cá lóc các bạn.